Cây là phải có những cây nữa chứ. Ta dùng thuốc chứ, còn dùng là nó để sao nó đã cho dùng gì đó. Phải dùng chứ, không dùng sao hết được. Nó là phải đi theo theo kiểu như là đi theo đúng á. Tuần đi lần hoặc là 10 ngày đó. Đi trong vòng 1 tháng vậy đó. Với lại phải theo hướng dẫn á. Chứ còn mình không dùng chi thì cũng không được đâu. Vì mụn đây là bị năng lông ở dưới rồi. Đáng nghe, đáng nghe, hơi đau. Sụt ôi chú trời. Tháng chồng mà chết chứ. Không phải là hết chất điểm hiểu không? Bởi vì cơ địa là mụn là nó sẽ lây. Nhưng mà mình trị cho xong cái đợt này cho hết trên cái mặt đã. Rồi mình dùng đồ là duy trì nó không có lây mụn nữa. Thì lúc đó là lâu lâu á, mình sẽ đi một lần. Chứ không phải là mình nói dứt điểm luôn đâu nghe. Vì cơ địa mà mụn thì sẽ lây. Nhưng mà nó sẽ ít. Nó có ít cái là mình lo mình đi cho rồi. Chứ mình đừng có để nhiều như đấy hư mặt hết. Ý là cái vấn đề quan trọng là không bị rỗ này. Chứ còn thăm thì hết dễ mà. Chứ rỗ là không trị được nghe. Đó, cái quan trọng là nằm ở đó đó. Mấy tháng rồi không nặng đúng không? Mấy tháng rồi. 2 tháng, 3 tháng hả? Mà hồi xưa chừ mới có trị có 1 lần à? 2 lần đấy. Cho mặt này phải lo cho em đi sớm để gì mà nặng đồ kinh. Đây là nặng lắm rồi đó. Còn sao tự biết chỗ là tại đây vậy? Đây là chi đây? Con nó là nhà gần không? Bến xa mà. Đúng, cũng xa mà. Tại đây được à? Tại đây được chứ, đi học ngày bay đường như ngồi mình này. Học chi? Học đây quá. Cho qua học mụn luôn. Thì là cái mặt hết mụn luôn. Cháu đi học ở spa đó. Học xong nail đã. Học nail thì cũng cực. Nói chung nail thì cũng được. Nhưng mà nail thì cũng ok mà. Mà mình có xu hướng đi không? Nhà có hai đứa con gái đó. Có hắn với con bé nhỏ nữa đó. Là trọng tâm là gì trừ chỉ có cho đi học. Cho đi học spa đây là cái thứ nhất là vừa chăm sóc được cái da mặt nó luôn đó. Nó tự điều trị mặt nó hết thì để chữ học spa là chủ yếu là điều trị thôi. Chứ còn mà học mà mấy cái cơ bản đơn giản thì ở đâu học được. Chủ yếu là cái mà bị điều trị nè. Nói thì chủ yếu là hắn có thích hay không, không phải thích hắn mới học được, còn nếu không thích vẫn khó lắm, phải đam mê. Đó là
thấy mụn có ưng nặng không? Định cho học phun xăm trước. Nói chung là phun xăm nè là được hơn nail nha. Phun xăm là được hơn nail nè. Cho học phun xăm trước đó. Nhưng mà phun xăm á, thì nói chung mình phải có một cái gì đó để mình có khách. Chứ còn mà về học xong rồi là khó, bởi vì vì họ quá làm quá nhiều. Chủ yếu có mắt thẩm mỹ nữa, không có quan trọng nữa đó. Về phun xăm phải có mắt thẩm mỹ. Nghề nào cũng được nhưng mà mình giỏi là được. Nhưng mà nói về sướng thì học nail là cực đó nghe. Nail cực lắm. Đây là nail với thấy nghề chưa biết à. Nghề giờ trừ là nghề makeup đồ cũng ok nè. Nhưng mà makeup thì cũng hơi cực dậy sớm một xíu. Nhưng mà cũng thuộc dạng để phát triển. Đây mình cũng nhận học viên chứ. Đang nhận thi công đó. Nhận là không phải nộp phí. Ngày mai là ngày chót. Ngày mai là 15 đó. À, mốt. À, rồi ngày mốt là 15. Đừng nhận là 10 triệu. Nhận xong là ví dụ như làm được thì nhận lại làm nhân viên cho ăn cứng tay. Cứng tay cho nằm mua giỏi thì mở tiệm. Mở nhỏ nhỏ là làm sạc sạc quán xứ hơn là làm. Nhưng mà làm spa nên mà mở nhỏ nhỏ là cũng có tiền đó. Nói chung là phải giỏi đã. Dù phải có tay nghề đã. Chứ còn mà mở mà bình thường mà chăm sóc da thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà như rứa dẹp cũng nhiều. Chứ không phải là mình muốn là mình mở ra đâu. Mình phải giỏi một cái gì đó. Chứ còn có nhiều đứa học mua được thời gian ngắn cái về mở rồi cũng rớt à. Rớt liền. Mà làm một mình mà ngồi mà buồn đồ là sẽ chán. Là đóng cửa tiệm liền á. Học nail bên Nguyễn Hoàng à, tiệm chi á? Ngọc Anh á. Học bên nó phí mấy? 8 triệu. Cũng nhiều chứ. Cũng không nhiều lắm. Cũng không nhiều lắm. Tại vì cũng đi hỏi. Có nhiều chỗ cũng mười mấy, 20. 8 triệu là đồ tự túc mà. Đúng rồi, mình chưa mua đó. Mua xong đồ nghề hết. Cái này là mình tự mua hay là mình nhờ bên nó mua? Mình tự mua mà mình cũng mua tự ở... mua đi. Chứ còn mới lần đầu là mua ở tiệm đó. Nhưng mà sau này cũng tự mua, cũng rành tự mua bên đi trên mạng có hết. Hồi xưa là biết học nghề nail nó là sụt. Nên nó lẫn sắm lẫn lừ. Mấy bữa hầu học tháng đầu tiên mà sắm nó cũng sắm ở tiệm mấy triệu bạc, có gần 5 triệu đó. Đồ 5 triệu mà chưa có gì hết trơn luôn á. Cơ bản sắm cứ sắm lẫn phía ngoài rồi tự xếp cho tụi mà thôi, học nghề đỡ hơn học chữ đó. Chữ giờ chán. Học hết mấy? Đang học lớp 10 thôi, thôi thầm nghĩ. Tại vì nghĩ học thiệt cấp 3 rồi cũng phí cái thời gian mà học. Nếu thì thâu cho học cái này cha đúng không? Đúng, hợp lý. Ba đầu cũng làm được chi chân. Và nếu như mà học thì phải học cho giỏi là mình theo luôn. Học nửa trường xung nó thâu cho đi học nghề chứ cho phải để tiền mà học cấp 3 mà học 3 năm đi trước. Mấy chục triệu nữa là không. Trừ làm giờ trừ họ cũng
đa số cũng có xu hướng nghĩ như đứa nhiều á. Mà thiệt mà, do là bữa nay nhà nước đồ làm nó cũng bề dọc mây trâu mà cũng cực. Thấy như ở nhà có ông em học mất hết tiền hết gạo đó. Thôi cũng đi làm nhưng mà chạy mấy trăm triệu mà học hợp đồng nó làm chi. Vì trừ ở nhà ông nhận cái trẻ ở nhà nó dạy bao nhiêu đồng. Nghĩ thời gian rồi. Hứng tráng này, reo mà ta. Cũng tốn mớ tiền. Thấy không được chi đúng không? Mình thấy nữa là mình nhà đâu. Hắn cũng thuộc dạng học giỏi đấy chứ phải chơi học dốt đâu nè. 9 năm học sinh giỏi liền đó. Mà thi là đó không. Thế là bà Ni Lanh nè. Mà học nè bao lâu rồi? Học nè 3 tháng. Mà giờ chị nhận ở nhà làm đó. À, ý là làm miễn phí đó, kiểu mà làm để cho cứng tay đó, cho giỏi đó. Vừa đi học, vừa đi học mà thời gian là bút ở trên mạng đó là khách mà làm nhiều lắm. Cũng lanh nè. Làm lấy vũ khí đi 20 cái đó. Làm cho cứng. Dễ ổn mà, làm nail thì đơn giản. Bữa nay cũng đơn giản, hồi xưa khó ổn. Kêu là để cho đi học thêm nghề spa nữa mà sao nên là gì mở spa với lại là làm nail là nói chung hai chị em làm. Nhưng mà khi mình làm đây, răng nail này cũng mấy năm đó, chuyên gia vẽ rồi đây, nhưng mà làm spa xong bỏ luôn. Tại vì hồi xưa là mình làm tóc với ha, sao làm nail. Nail là hồi nó cũng là xịn sò lắm đó. Nhưng mà bỏ ai cũng tiếc, nhưng mà tại vì thật ra mình đang làm chân mình lên cái mặt cũng hơi kỳ. Đang cầm chân họ, dù là mình mang vào tay dù này kia nhưng mà cũng kỳ, phải không? Mình đang rửa cái mặt của họ tự nhiên đang cầm chân kỳ lắm. Nó khúc nó không được. Mình thấy bắt đầu uống này là mày cứ cho học đủ thứ đó chứ còn ưng quyết định cái đường đó là nail hay là chi đó. Con xăm cũng ok. Nó nói định học con xăm trước tiên rồi mới nail sau đó. Nói chung phải thích á, cái gì cũng thích á là sẽ học làm được. Xăm bên con vá, bên con thủy bên đây nè. Thủy chi? Thu thủy á. Nó lạ lạ ta. Bên cả xăm hàng qua. Nói chung học thì học cái cơ bản thôi. Còn chủ yếu là cái đam mê với lại cái kiểu như cái ham học hỏi của nó. Chứ học toàn là học cũng cùng mấy đứa, nhưng mà đứa giỏi đứa không giỏi là lý do là vì đó. Nửa tiếng dạy cũng đông khách nó mình giỏi hơn, mình có kinh nghiệm nhiều hơn. Chỗ nào mà đông khách á là